Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Khang Luxury. Thì mình là Minh, nhân viên IT của Khang Luxury. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một mẫu đồng hồ có kiểu dáng, thiết kế, thể thao và rất là sang trọng. Thì trước mặt mọi người đây là chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Black Magic Ceramic 41mm. Và chiếc đồng hồ này khá là hiếm trên thị trường. Thì bên Khang Luxury vừa nhập về chỉ có một em duy nhất. Thì mình sẽ không dài dòng nữa và đi vào review về cái thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ. Vì đây là chiếc đồng hồ mang kiểu dáng thiết kế thể thao và rất là sang trọng nên sẽ có một bộ vỏ đường kính là 41mm và được chế tác bằng chất liệu đặc biệt, đó là gốm ceramic. Và ở chiếc vành benzen này cũng được làm bằng gốm ceramic luôn. Thì bên trên được đính kim cương chính hãng của Hublot nha, và được cố định 6 vỏ ốc titanium. Ngoài ra thì bên phải chúng ta sẽ có một cái nút điều chỉnh và hai nút bấm được làm bằng thép. Thì riêng cái nút chỉnh này thì bên hông sẽ có cái khe rãnh giúp mọi người có thể điều chỉnh dễ dàng hơn. Và mặt bên trên của chiếc nút còn có in thương hiệu của Hublot như thế này. Thì chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Black Magic Ceramic 41mm này sở hữu một cái mặt số đen tiền và ba mặt số phụ. Ngoài ra thì chiếc kim dây màu đỏ trên nền đen tiền tạo ra điểm nhấn nổi bật trên chiếc đồng hồ. Về phần dây đeo, được Hublot sử dụng dây cao su có độ bền cao và dễ vệ sinh, cũng như cái sự tiện lợi khi đeo. Và gần như cái chất liệu này được nhà sản xuất Hublot ưa chuộng trong việc chế tác ra những cái sản phẩm của mình. Và khi mình đeo cái chiếc đồng hồ này trên tay thì cái cảm giác nó rất là dễ chịu, và nó rất là vừa vặn với cổ tay nam giới của mình nha. Thì cổ tay nam giới của mình có kích thước từ 15 cho tới 20 cm. Và mặt sau của chiếc đồng hồ này có nắp lưng được thiết kế bằng lớp kính sapphire hiện rõ bộ máy caliber HUB 1145 với khả năng tích cớp lên tới 42 giờ nhưng vẫn đảm bảo được cái mọi hoạt động của chiếc đồng hồ này một cách bền bỉ và chính xác nhất. Thì đó là toàn bộ cái thiết kế của chiếc đồng hồ Hublot Big Ben Black Magic Ceramic 41mm này. Và tình trạng của chiếc đồng hồ là lướt 98%. Thì giá của chiếc đồng hồ này đang được bán bên Khang Luxury là 24 triệu. Nếu mọi người quan tâm đến mẫu đồng hồ này, vui lòng liên hệ đến số hotline bên Khang 094-2222-092 hoặc là 0944-003355. Và bên mình có hai trang web để mọi người tham khảo những mẫu đồng hồ khác là Khang Luxury .vn hoặc là khangluxury.com.vn. Thì nếu mọi người thấy video này hay, hãy cho mình một like, một subscribe kèm theo đó là một chia sẻ để mình có thêm động lực để mà đem những chiếc đồng hồ này đến cho mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới.